mọi người nhé, hôm nay em lại cái mẫu mới Toyota D200 mới tinh xương nhé. Em vừa mới cắt dây ra một cái, giờ mở ra cho mọi người xem ngưỡng cái đài mới này. Đúng là hàng tháng luôn, đẹp rồi, quá đẹp luôn. Đây là bộ đồ nghề của nó, mỡ và tê, tôi rất sử dụng. Wow, quá đẹp luôn. Đấy, còn phấn luôn nhé mọi người. Mũi khoan gắn chip mà có cái mũi 27 không? Trời, nó là như cái tô chứ không phải là cái bát nữa, quá là khủng luôn. Mới 100% nhé mọi người. Đây là cái này em chưa khui này, để cho khách về khui, còn cái này khui cho kiểm tra đó. Kyocera nhá, đó mã đây MF P là 45250R12T. Nhìn nó đúng là quá khủng, 250 nhá. 250 luôn. 250. Đây là đây một cọc. Thì bác nào cần thì liên hệ em nhé. Ship thì bao la. Cái thùng ship nó kéo vào ba thùng ship. Ship lướt đây, ship lướt, ship mới. Ship lướt của nó như thế này đấy các bạn. Đó, chip lướt công ty xài đây, công ty của Việt Nam nhé, công ty Việt Nam ra nhé. Đó, đây là muốn đặt nó ra gần 1.000 con. Đây em đầu tư một cặp bát này 250, con đẹp này, con này tua cao được này, chống rung rất là đã luôn đó. Cái dòng này là dòng hạt lớn, dòng hạt lớn nên là nó to hơn một cái dòng nhỏ. Dòng 10 thì nó nhỏ hơn, còn dòng này dòng 12 15. Đó, nên là bác nào cần cái mã này thì liên hệ nhé. Mã là MFPL45250R12T. Em sẽ về những mẫu mới thì em sẽ úp lên cho mọi người xem và theo dõi. Cái này quá thực sự là quá là đẹp, phấn nó phấn và chất lượng không bàn cãi được. Rồi anh em là cần thì liên hệ chuyên nhé, điện thoại là 0989821011. Anh em xem được thì chia sẻ cho bạn bè người thân cùng có xưởng đồng nghiệp gì đó để ủng hộ và theo dõi kênh của chuyên, và nhớ xem và nhớ chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo bên chuyên sẽ về. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Ai quan tâm liên hệ xin liên hệ chuyên 0989821011. Hàng Kio này có VAT đầy đủ nhé mọi người. Rồi, xin